Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình à, Video hôm nay thì mình đang làm Một con x 150 Của hãng Yamaha Thì à, mình đang sẵn làm Đây thì là mình có cái vấn đề Cần phải chia sẻ đến cho anh em à, Những anh em nào Mà mua cái máy chuẩn đoán lỗi bên nhà mình Thì anh em chú ý xem kỹ cái video này Còn những anh em nào mà chưa Mua máy chuẩn đoán lỗi bên nhà mình Thì anh em cũng tham khảo anh em nhé Để giúp các anh em khi mà mua máy Để khai thác được hết cái chức năng của chiếc máy chuẩn đoán lỗi này. bị lại anh em nhờ anh em mua máy về nhà rồi nhưng mà thật ra cũng chưa biết cái chức năng này nên hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cho anh em. còn những anh em nào mà đã uh, biết được cái chức năng máy này rồi thì anh em bỏ qua cái video của mình nhé anh em nhé. Uhm, đây bây giờ mình sẽ giới thiệu đến cho anh em. thì uh, đầu tiên thì anh em kết nối cái máy chuẩn đoán lỗi mst với cái rắc đọc lỗi trên dòng xe tơ là nó nằm ở vị rắc đọc lỗi cái xe tơ thì nó nằm ở vị trí này anh em nhé thì các anh em khi mà anh em anh 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 lôi ra đi tháo đây đi tháo ra rồi khi mà trên xe này cắm cắm chứ cắm trên xe lại cắm cắm lại rắc trên xe lại khi mà anh em muốn kết nối với dòng xe tơ 150 thì anh em đầu tiên là anh em tháo thấy cái rắc này lấy cái miếng cốp đồ này ra thì sẽ thấy một cái rắc màu trắng hai rắc cắm vào nhau thì đây chính là rắc đầu lỗi và anh 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 em sẽ rút ra rút ra đẩy vào bóp rút ra đẩy vào trước đã đẩy vào xong mới bóp đẩy vào rồi bóp rồi rút ra anh em biết được đây là cái rác đọc lỗi, anh em phải tìm được cái rác đọc lỗi của nó thì anh em với 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 kết nối máy cho nó đổi được rồi ok và trên máy đọc lỗi này trên đó nó đọc lỗi thì làm cái cấp chính cấp chính thì khi nào anh em cũng cũng cầm cái máy ô rơi. cấp chính thì khi nào anh em cũng ổ, cắm vào máy rồi còn đây là cấp phụ cáp phụ thì anh em lấy một cái cáp Yamaha anh em kết nối vào thì trên cái cáp Yamaha là anh em để ý này nó có rất nhiều cáp đấy ví dụ như cái cáp màu 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 màu, màu màu xanh này là cáp này là kết nối cái giác cái gọi là giác cái này là kết nối cho xe Novo 5 này hoặc là Sirius Jupiter còn cái giác mà ba tam giác này thì để dành kết nối cho những dòng xe Exciter hoặc là Janus NVX anh em nhé thì anh em trên trên máy độc lỗi thì anh em sẽ lấy cho tôi cái giác, giác cái còn trên xe thì anh em sẽ lấy cho tôi cái giác đực anh em cắm vào nhau cắm đi trên máy độc lỗi là rắc cái anh em nhá và trên xe là rắc đực cắm vào nhau đúng rồi cắm mạnh lên rồi ok Đắc lắc lắc lên nó là nó vào rồi ok rồi thôi anh em nào thấy chưa cắm vào là máy đã đã lên rồi thì bây giờ nó sẽ tôi sẽ úp úp yên xe lại úp yên xe lại để cho nó dễ thao tác lấy lấy cái lấy cái miếng nhựa này đi rồi rồi ok tôi để máy nó cái yên cho nó dễ thao tác anh em ạ không có để trong kia nó nó cốp thì hôm nay tôi khi mà anh em cắm 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 dây độc lối vào rồi nè thì anh em chưa chưa cần phải bật chìa khóa là nó đã có nguồn rồi ấy, anh anh nhá yên lên cho anh em thấy đi đấy mới cắm cái rắc cầm cầm cái rắc độc lối lên đấy cẩn thận cầm cái cái giác lên cho anh em thấy đấy như vậy là anh em nhìn thấy là nó đã cắm vào như vậy đấy anh em là được rồi ok úp yên lại úp yên lại rồi ok à, khi anh em bắt đầu anh em bật chìa khóa lên thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái chức năng trên chứ cái máy chẩn đoán lỗi. Nó rất chỉ là hay anh em nhé Nó rất chỉ là hay. Thì đầu tiên là anh em sẽ bật chìa khóa lên. Bật chìa khóa lên. Rồi ok bật rồi. Tiếp theo là anh em sẽ và bấm enter là vào phần chẩn đoán này. Sau anh em vào phần của tôi là Yamaha. Rồi. Anh em phải vào ra vào phần tự động tìm xe đi nhau cho nó chuẩn. Nếu anh em mà sử dụng đến hệ thống lỗi ABS giống như xe NBX thì anh em sẽ vào phần ABS còn anh em đọc lỗi mà động cơ thì trên sẽ thì anh em sẽ vào động cơ thôi, bấm enter. Và làm theo cái bước dẫn sau thì anh em sẽ tắt tắt khóa. Nó yêu cầu anh em tắt khóa này, tắt khóa chính anh em tắt. Tắt khóa. Rồi anh em bấm cho tôi phím enter. Rồi anh em nó yêu cầu anh em bật chìa khóa thì anh em sẽ bật chìa khóa. Rồi nó lại tiếp tục nó yêu cầu anh em tắt chìa khóa thì anh em sẽ tắt cho tôi một lần nữa vì trên cái dòng xe Yamaha thì anh em phải làm đúng thao tác của nó nó hơi bất tiện hơn cái dòng xe Honda này anh em cứ kết nối vào ở ầm nhưng Yamaha thì cái con IC của nó nó bắt phải làm như thế này anh em nhé nó bắt yêu cầu anh em bật chìa khóa thì anh em sẽ bật chìa khóa ok nó đã vào phần thì hôm nay cái, cái, chế độ đơn giản rồi đọc lỗi xóa lỗi thì tôi đã chia sẻ đến cho anh em rồi anh em lưu ý nhá những cái dòng xe từ năm hai 20... 2020... 19 trở về trước là khi mà xe xuất hiện lỗi thì anh em vào phần đọc lỗi này nó sẽ bị đơ máy anh em nhé anh em không vào phần đây nữa mà anh em phải vào phần cho tôi cái là cái chế độ đơn giản này này anh em này thì trong cái chế độ đơn giản này nó có cái phần là số mà lỗi thì trong đó có cái lỗi gì nó sẽ xuất hiện lên thì mấy cái video hôm trước thì tôi đã chia sẻ đến cho anh em rồi hôm nay tôi sẽ không nói lại không vào nữa tôi sẽ vào phần chế độ đơn giản à tôi xin lỗi tôi sẽ vào phần chế độ chuẩn đoán bấm enter thì anh em cũng cứ làm theo các hướng dẫn của máy tắt chìa khóa này bấm enter này bật chìa khóa này rồi nó lại yêu cầu anh em tắt thì anh em sẽ tắt mà bấm enter và anh em lại bật cũng tương tự như lúc anh em bắt đầu vào thôi sau này để cho máy nó vào đây đây là chế độ chuẩn đoán thì trong chế độ chuẩn đoán này anh em có thể kiểm tra được cái 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 góc mở bấm ga này thì anh em nhìn thấy cái cái phạm vi tham khảo bên phía dưới là khi mà đóng ga bấm đóng đóng bấm ga đóng kín này đóng kín ga thì là nó sẽ dao động từ 14 đến 20 thì tôi đang đang đóng thì nó đã 16 là ok rồi anh em nhé khi mà không kéo tay ga là 16 là ok là đang trong giải từ 14 đến 20 rồi và khi kéo hết tay ga tiếp tục này mở hết ga có nghĩa khi anh em kéo hết tay ga thì nó là từ 97 đến 107 anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ kéo hết ga này xem được bao nhiêu này thì anh em thấy là đúng 97 luôn là ok luôn đó là về phần góc mũi bóng ga anh em có thể kiểm tra được cái góc mũi bóng ga của nó rồi áp á, nhìn thấy áp suất khí nạp này. Nhiệt độ khí nạp môi trường là nhiệt độ không khí này anh em này, là 29 độ này. À, nhiệt độ nó là mát xe không nổ máy 32 độ này. Sung có nghĩa là anh em có thể kiểm tra được cái 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 cái, cái sung bánh bánh tốc độ bánh xe đấy, anh quay bánh đi. Quay bánh, quay bánh. Đấy anh em thấy không? Khi anh em muốn kiểm tra cái con cảm biến VS bánh sau thì anh em quay bánh là anh em thấy nó lên. Anh em không cần phải dùng đồng hồ anh em đâu. Đấy, ok. Là anh em biết là cảm biến làm việc tốt. Nó công tơ mét không lên thì lúc đó anh em sẽ kiểm tra đồng hồ, đường dây điện. Tiếp tục. Tiếp tục để cảm biến có nghiêng thì anh em nhìn thấy là xe mình đang thẳng đứng thì nó sẽ là không phải, uh, gần 0, gần 0,6V là ok rồi anh em nhé. Điện áp bắc quy thì là 12V. Bây giờ là phần này là phần quan trọng nhất này này là kích hoạt đánh lửa là tôi muốn giới thiệu đến anh em cái chức năng của nó này. Anh ra bên này tháo cho em cái bù ri tháo chụp bù ri ra có nghĩa là nó sẽ không cần đổ máy, tôi dùng bằng máy này có thể kích hoạt được cái chế độ của nó, rút 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 tổ bù ri, kích hoạt được hệ thống đánh lửa của nó anh anh, anh em nhé. mình kiểm tra lửa mà không cần phải nổ máy luôn. vì những cái dòng xe này, chẳng hạn như mà đề bị hỏng này, xe thì không có cần đảm đấy anh em này. thì anh em muốn kiểm tra lửa thì anh em phải đi sửa đề đúng không? Khách hàng người ta chưa có tiền thay đề hoặc là người ta anh em chưa có đề trong nhà. Chưa có cái đề trong nhà anh em phải đi đi, đi uh, mua đề về anh em sử xài thì anh em muốn kiểm tra cái lửa của nó thì anh em sẽ dùng cái chức năng này. Anh em nhìn nào Đây, đây. Bây giờ tôi sẽ bấm enter để cho nó kích hoạt đánh lửa 5 lần này. Bấm enter này. Đấy, cầm lên máy. Đấy, để tôi run sáp ở đây cho anh em nhìn thấy nó đánh lửa tôi sẽ bấm lại một lần nữa này. Đến đi nó đang chờ một lát mình vừa kích hoạt xong thì bây giờ tôi sẽ bấm lại lần nữa này. Enter. Đấy. Anh em cứ như thế là đánh lửa. Cao cao lên thích, cao cao lên tí từ từ. Cao cao cái 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 ra cái dây cao áp lên một tí. Rồi. Đấy, anh em thấy chưa? là anh em kích được đánh lửa rồi ok xong phần đánh lửa tiếp tục đến phần nào đó chính là cái cơ cấu cầm máy trong chỗ nó lỗi đó là cái cơ cấu cơ cấu chấp hành anh em nhá mình có thể điều khiển được bây giờ đến kiểm phần kiểm tra kim phun thì bây giờ mình chưa tháo ra thì cũng như vậy thôi mình bấm mình bấm ai khi mà anh em tháo cái kim phun ra ngoài anh em bấm uh, uh, enter thì nó sẽ phun 5 lần đây anh em nghe có thể nghe cái tiếng kim phun đang phun này phun đang nhảy đây nha mọi đấy là cái phần kiểm tra kim phun đấy anh em nhá kiểm tra kim phun tiếp theo đã đến quạt à bây giờ có thể anh em có thể kích hoạt được cho cái quạt này chạy anh em nhé đây sẽ dưa máy vào đây bây giờ tôi sẽ bấm enter này anh em có thể thấy là cái quạt chạy chưa anh em nó chạy chạy năm lần anh em nhá đấy là có nghĩa là anh em có thể kiểm tra được là dơ lê quẹt có làm việc tốt hay không nếu dơ lê quạt có làm việc tốt thì quạt mới quay được hoặc là quạt có quay được hay không một số anh em uh, uh, có hay thắc mắc là tại sao đi mà không thấy bây giờ quạt quay thì anh em có thể kích hoạt cho khách hàng thấy vì là máy của mình nó làm việc tốt không nóng máy nên nó sẽ không quay thôi đây sẽ chứng minh được là à đây quạt đang hỏng sống tiếp theo là đến phần gì đèn pha a à, có thể là kích hoạt là đèn pha luôn bật công tắc đèn lên bật nó. À, bật rồi cầm cái máy cầm lấy máy đây thì anh em muốn nhìn thấy là đèn pha không sáng anh em nhé đèn pha không sáng này tôi bật công tắc là đèn pha không sáng và bây giờ tôi sẽ bấm enter bấm enter chắc chắn nó sẽ sáng 5 lần kiểm tra đèn luôn đấy anh em thấy không anh em thứ tư ứng cái on 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 trên máy này và đấy on nó sẽ sáng on tắt đấy nó sẽ kích hoạt 5 lần kích hoạt đèn pha thì cái chức năng này anh em sử dụng trên dòng xe Yamaha thôi anh em nhé đối với những cái dòng xe Yamaha mà đèn sử dụng điện bình thì anh em mới thực hiện cái chức năng này đèn này được còn nếu như điện là đèn mà thực hiện đèn điện, điện của máy phát thì không thực hiện được đâu anh em nhé đấy tiếp theo là đến cái phần gì đây nó cũng xem lịch sử cái đây là phần mã lỗi lịch sử anh em này Mã lỗi lịch sử thì anh em có thể biết được là xe này đang có lỗi số gồm có tất cả là à, lỗi 21 là một này 30 là hai này 2130 thôi là hai lối quá hai đổi lịch sử đấy anh em ạ gọi là xem xem lỗi lịch sử đấy và đây là đúng chính xác là hai lối luôn thì bây giờ tôi sẽ bấm enter để cho nó xóa đi anh em nhé nó nào nó về không là ok rồi ok là xóa xong rồi bây giờ tôi trở lại xem còn nữa không về không rồi anh em nhé tiếp theo là cái phiên bản su thôi anh em hết rồi đấy là cái chức năng tôi muốn giới thiệu đến cho anh em các cái chức năng trong cái chế độ uh, uh, các chức năng trong cái chế độ chuẩn đoán này em nhé có nghĩa là nhìn thấy được là kiểm tra được nhiều cảm biến và trong khi đó là kích hoạt được một cơ số các các cái cái ba cái cái cơ cấu chấp hành ví dụ như là mô bin sườn nếu mà cái xe này mà có cái van iacv nó sẽ isc nó sẽ kích hoạt được cả van isc luôn rồi là đèn pha quạt kim phun nó sẽ kích hoạt được đó là cái chức năng mà tôi muốn giới thiệu đến cho em trong cái máy chuẩn đoán lỗi phiên bản mới nhất hiện nay À, nhiều anh em mua máy thì cũng chưa khai thác được hết chức năng thì anh em xem cái video này anh em biết để anh em sử dụng hết được cái chức năng của nó cái chức năng của nó đang còn rất chi là, là nhiều anh em nhé đang còn rất chi là nhiều và tôi cũng xin nhắc lại là những cái chức năng này anh em chỉ sử dụng trên dòng xe Yamaha thôi nhá anh em nhá Honda là không được đâu Honda thì cái, cái hệ thống IC của nó không có cái chức năng đó nên là nó sẽ không kích hoạt được còn xe Yamaha là sẽ kích hoạt được đấy thì là mình muốn giới thiệu cái chức năng như vậy anh em mua máy khai thác hết cái, 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 bản chất của cái máy và anh em nào cần cái máy chuẩn đoán lỗi phiên bản máy đọc xóa lỗi phiên bản mới nhất nhà mình đang cung cấp tại thị trường Việt Nam thì anh em gọi bằng một số điện thoại trên màn hình mình sẽ cung cấp máy chuẩn đoán lỗi cho anh em máy thì được bảo hành một năm và nhận hàng kiểm tra hàng rồi với thanh toán tiền hỗ trợ kỹ thuật cho các anh em trọn đời và đang trong chương trình là từ ngày mùng từ ngày 13 tháng 1 đến ngày mùng 4 tháng 2 năm 2021 nhà mình đang có chương trình khuyến mại khi anh em mua máy chuẩn đoán lỗi sẽ được khuyến mại một cái đồng hồ UT33D nếu anh em nào mà có đồng hồ rồi anh em có thể đổi sang các mặt hàng khác trị giá 400 ngàn quay lại anh em nhé Anh em nào cần thì nhà mình, mình cung cấp máy thì luôn luôn hỗ trợ kỹ thuật này Các cái tài liệu đi theo rất chi là nhiều này và đang có khuyến mại này thì anh em nào cần máy cho nó lỗi thì liên hệ với mình à, Thời buổi bây giờ xe đời mới rất chi là nhiều Rất chi là khó sửa anh em Thì cần có máy Đầu tư anh em mới sửa được anh em nhé Đấy thì có cái tháng Tết này nữa anh em mua một được Được hai Đấy thì là video hôm nay thì mình xin kết thúc cái video này ở đây à, anh em nào mà đã mua mua máy nhà mình rồi hoặc anh em mua máy ở nơi khác thì xem thì sẽ biết được khai thác được hết cái chức năng của cái máy dần dần thì mình chia sẻ cho các anh em nhiều hơn và đồng thời là anh, những anh em nào mà chưa có máy thì xem để tham khảo video hôm nay thì mình xin kết thúc cái video này ở đây xin chào anh em